Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Lê Xuân Dinh ngày hôm nay. Hôm nay mình chia sẻ tới các bạn một cái chủ đề nó liên quan đến cái việc mà làm như thế nào để mà chúng ta có một cái bài viết hoặc là cái thư bán hàng hoặc là cái trang đích nó tăng cái tỷ lệ chuyển đổi người truy cập vào cái trang web của chúng ta. Cái điều cốt lõi nhất của một cái trang web giúp cho cái người truy cập vào website chuyển đổi thành cái khách hàng của chúng ta đó là các cái nội dung của bài viết, nội dung của các cái trang đích. Nội dung của cái thư bán hàng thì theo cái kinh nghiệm của mình á, thì khi mà chúng ta mới bắt đầu mà chúng ta viết bài thì chúng ta không có cần phải quan trọng hóa vấn đề quá. Cái thứ mà chúng ta cần khi mà bắt đầu á, đó là chúng ta viết thật nhiều, viết cực kỳ nhiều và theo một cái thời gian á, thì chúng ta nên đo lường lại xem cái cách viết nào nó phù hợp với lại cái đối tượng khách hàng của chúng ta, xem cái cách viết nào nó giúp cho cái tỷ lệ chuyển đổi nó cao hơn. Đó là cái kinh nghiệm của mình. Bằng cái kinh nghiệm hơn 5 năm mình viết bài trên các cái trang web và các cái kiến thức của mình thì mình chia sẻ lại các bạn 5 cái cách để giúp chúng ta có một cái bài viết bán hàng hoặc là một cái thư bán hàng hoặc là một cái trang đích tăng cái tỷ lệ chuyển đổi giữa người truy cập vào web thành cái người thành khách hàng của chúng ta. Cái cách thứ nhất á, thì chúng ta viết bài khi mà chúng ta viết thì chúng ta viết một cách tự nhiên thôi. Một cách tự nhiên ở đây có nghĩa là chúng ta không có cần phải quá là trang trọng. Viết một bài trên web nó không cần phải trang trọng giống như cái viết mà chúng ta phải kính gửi ông ABC ha, chúng ta viết tự nhiên thôi. Chúng ta xem cái người đọc, cái người truy cập web nó là một giống như một người bạn của chúng ta. Chúng ta viết một cách tự nhiên. Tuy nhiên cái sự tự nhiên ở đây á, nó không có đồng nghĩa với cái việc là cẩu thả. Chúng ta cần viết đúng chính tả, đúng từ ngữ, câu từ để giúp cho cái người đọc họ dễ chịu hơn. Thì thường thì một cái câu như vậy á, thì chúng ta viết khoảng 15 đến 20 từ. Chúng ta không có viết dài quá. Dài quá thì cái người đọc họ bị ngắt hơi. Còn nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm hay là chúng ta không có thời gian nữa thì chúng ta có thể thuê những cái cộng tác viên, họ sẽ giúp chúng ta viết các cái bài viết đó. Cái cách thứ hai á, đó là chúng ta viết bài, cái nội dung của chúng ta phải chạm vào cái trái tim của khách hàng và khiến họ ở lại, không có rời đi. Làm sao để mà chạm vào trái tim của khách hàng? Thì khi mà chúng ta viết, chúng ta tập trung vào cái việc giải quyết các cái vấn đề, cái nhu cầu của cái người truy cập vào web. Chúng ta không nên PR quá nhiều về sản phẩm, giới thiệu quá nhiều về sản phẩm, mà chúng ta phải cung cấp cho cái thứ mà cái người vào website đó họ cần. Thì khi mà họ đọc cái nội dung họ cần thì họ sẽ ở lại lâu hơn ở trong cái web. Họ liên tục họ tìm hiểu các cái bài viết khác. Cái thứ ba đó là chúng ta cá nhân hóa cái bài viết. Cá nhân hóa ở đây á, thì giống như cái việc mà chúng ta đang đọc thoại hoặc là chúng ta đang nói chuyện một một, nói chuyện với một cái người bạn bằng cách là chúng ta xưng hô, dùng những cái ngôn từ xưng hô một cách là thân thuộc, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta xưng hô chúng ta hãy dùng cái từ bạn, bạn mình chẳng hạn, thì cái người đọc họ cảm thấy nó rất là thân thuộc hơn. Cũng như là mình đang nói cách này với các bạn vậy nè. Hoặc là nếu mà chúng ta viết một cái bài nào đó mà nó cho một cái đối tượng ở trong một cái khu vực địa lý cụ thể đi ha, hoặc là một cái địa chỉ cụ thể đi, thì chúng ta nên đưa các cái khu vực địa lý vào để giúp cho cái người đọc của họ cảm thấy cái bài viết này là dành cho cái khu vực của họ. Nếu mà chúng ta viết một cái thư bán hàng chẳng hạn thì chúng ta sử dụng tên của họ luôn. Thường thường trong cái thư bán hàng hay trong email thì chúng ta sử dụng tên của họ luôn, và khi mà sử dụng tên đó thì cảm giác cực kỳ là thân thuộc vậy ha. Đó rồi cái thứ năm, cái thứ tư là chúng ta cung cấp một cái lượng thông tin vừa đủ, cung cấp một cái lượng thông tin vừa đủ để giúp khách hàng ra quyết định, giúp cho cái người truy cập vào web ra quyết định. Tức là chúng ta không cần viết nhiều quá. Thì cũng có nhiều bạn hay hỏi mình là nội dung viết thì nên viết dài hay viết ngắn. Thì một cái bài viết mà để tăng cái tỷ lệ chuyển đổi thì mình cũng thấy là có nhiều bạn viết rất là dài, kéo mỏi tay luôn. Có những bạn viết thì nó tới 5.000 từ, có những bạn viết cả 10.000 từ, kéo hoài kéo mãi không hết. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều bạn họ viết rất là ngắn. Vậy thì ở đây nó không có cái quy luật gọi là viết dài hay viết ngắn, mà chúng ta phải viết làm sao để nó cung cấp vừa đủ thông tin để khách hàng ra quyết định thôi. Khi mà họ ra quyết định rồi thì họ sẽ tiếp tục họ tìm hiểu. Và chúng ta có một cái tư duy nữa là cái sản phẩm và cái dịch vụ chúng ta
chúng ta cung cấp theo cái dạng mà giá trị tăng dần, nó tỷ lệ với cái giá tiền. Chúng ta không có cung cấp một sản phẩm mà chúng ta cung cấp một chuỗi sản phẩm. À, vì vậy thì cái bài viết của chúng ta cũng vậy luôn ha. À, cái cuối cùng là chúng ta hãy vẽ một cái bức tranh. À, hãy vẽ một cái bức tranh mà trong cái bức tranh đó có mặt của cái người truy cập website. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà chúng ta viết á, thì chúng ta nên kể một cái câu chuyện, kể một cái câu chuyện. Cái việc kể một cái câu chuyện nó giúp cho cái người đọc, cái người truy cập web họ sẽ có một cái sự tưởng tượng, họ sẽ có một cái sự tưởng tượng là theo một cái cách là họ có mặt trong cái bức tranh đó. Và khi mà họ tưởng tượng như vậy á, thì cái bài viết của mình thu hút họ nhiều hơn. Đó. Nhớ một cái việc cực kỳ rất là quan trọng là hãy làm nổi bật cái lợi ích của sản phẩm, đừng nói nhiều về tính năng. À, và đặt đặt mình vào vị trí của cái người truy cập, khách hàng tiềm năng, thì mình thì thường hay viết bài theo cách này, kể một cái câu chuyện có mặt khách hàng ở trong cái đó. Thì đó là bốn cái đó là năm cái cách để mà viết một cái bài viết bán hàng, hoặc là một cái thư bán hàng, hoặc là một cái trang đích giúp cho cái tỷ lệ chuyển đổi nó cao hơn. Ok, vừa rồi mình đã chia sẻ các bạn một cái chủ đề ha, làm cách nào để giúp cho cái người truy cập vào web chuyển đổi thành khách hàng của chúng ta. Hy vọng qua cái bài viết này thì các bạn sẽ có một cái góc nhìn và một cái cách viết bài mới hơn. Cũng đó cũng là một cái trải nghiệm mà. Và chúng ta mang cái cách này, mang cái cách mà mình chia sẻ các bạn ra, các bạn cứ trải nghiệm thử và các bạn cứ đo lường. Theo năm tháng thì chúng ta sẽ biết hơn. Tuy nhiên thì cái cách này mình đã viết và đã trải nghiệm hơn 5 năm nay rồi. Ok, chúc các bạn có những cái bài viết có những cái tỷ lệ chuyển đổi rất là cao. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì bạn hãy bấm subscribe và chia sẻ cái video này cho Vinh ha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye.